Mày đã quên giờ đi thế? Phát sinh mang thịt tôm mà. Ôi mày, phát sinh mang thịt tôm nè, cầm sạch chân á. Thế là thịt thật nào mà? Mày phải mắng. Hết chưa lấy thịt cho mày chứ? Thảo ơi nắng phát khó đi. Cứ muốn khó thịt tôm ra sức khỏe. Chị mô, mày ăn là thịt tôm đặc biệt mà. Mà anh đi đâu nó đẹp đấy quá, đi được đi xa đi, mấy năm qua thiệt ta đặt cung rồi, bọn em được ra còn bia, cả cái ta cũng được ra mà cả cái ta đang thiệt to mà, na thiệt to na bữa, cả cái ta này thiệt 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 đồng người đồng bọn chúng nó đặt cái bao đồ chuẩn bị para mình mang ra, na bây giờ nó khá sẽ chặt ra mà, thiệt quên quên bữa thiệt tiêm khăn đi. Cái thiệt thật lắm á. Hết chứ lấy, thiệt cho mày ra đi. Cháu ơi, nàng phạc xin mọc quá. Thiệt tìm ra giúp ghê. Nàng biếu vùng dưới, tạc biếu vùng dưới. Nàng cho mặt đi. Ai hiểu chứ. Rồi mình làm được lắm. Nàng xong mặt mình bỏ cho mặt thiệt tìm ra giúp quá.